Đây là cô chú ơi, bây giờ chay ăn mì nha cô chú. Há miệng ra. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Giỏi. Làm chi? Nhờ. Ôi giỏi quá. Ôi nhảy kìa, nhảy kìa nè. Vũ điệu hoang dã đi. Axile he ha he he. Trời đất ơi, múc ăn luôn kìa. Ừ, tập múc ăn đi. Trời ơi, coi kìa, nhúng nhảy kìa. Ăn ngon là nhúng nhảy vậy đó cô chú. Không, cầm. Lấy cái muỗng múc không? Ngon không? Ngon nhúng sao? Ngon nhúng sao? Nhúng cô chú coi coi. Lắc sao? Ồ, sao bé không lắc? Ồ, sao bé không lắc? Múc lần ít ít thôi con. Đó. Cho cô chú ăn miếng không? Đó, chị cho cô chú ăn hả? Baby, you want pizza? Yeah. Ngon quá. Cho cô chú ăn miếng đi con. Cho cô chú ăn miếng đi. Ngon quá. What? JD's up and eating. A moment for celebration. Celebrate. Wow. You have comfort. The store leftover. Mm-hmm. Yeah, it tastes exactly the same. Giỏi quá. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Thôi, con tự ăn đi nha. Cô cho cô chú ăn miếng. Cô chú ăn miếng. Cho cô chú ăn miếng. Và hình nút cho. Ăn đây. Đúng rồi. Hôm nay tính nào mẹ không có tính quay video clip cho em đâu cô chú ơi. Này mẹ cảm ơn nha, mẹ không ăn đâu, con ăn đi. Mà tại vì sáng giờ em không có khỏe, nhưng mà bây giờ em khỏe nên mình quay lên cho cô chú coi để cho cô chú biết được tình trạng sức khỏe của em. Con ăn đi con. Nhảy. Sáng giờ là em không khỏe luôn á. Em bây giờ là chuyển từ sổ mũi, bây giờ qua đau họng rồi cô chú ơi. Với lại nóng trong người nữa. Hồi nãy mẹ có lấy chanh mẹ tha lên lòng bàn chân của em. Chút nữa mẹ sẽ cái bí quyết của Ngọc á, biết sao không? Không phải bí quyết mà gì, chắc này ai cũng biết. Là khi mà sốt á, Ngọc cắt hành mà hành tây á, cắt lát mỏng cái bỏ vô vớ, cái đeo vô vớ cho nó, là bắt đầu hạ sốt với lại hút cái cảm trong người ra. Ăn nữa không? Không ăn nữa hả? Coi bát hả? Coi bát hả? A, B, C, baby. Kêu ba đi, kêu ba đi. Can daddy get you an iPad please? Oh sure. You think eating is better when you got the iPad? Oh wow. Yeah, she really wants to eat. Để mày lại mày lấy thêm cho con nha. Rồi bây giờ bấm iPad cho cô chú coi coi. Ơi, nó nhả ra rồi, nhiều quá phải không? Thôi.
Nhưng mà múc quá ít lại thôi. Rồi bấm đi, con bấm đi. Con bấm cho cô chú coi đi. Oops. Nè cô chú coi nè, coi là kỹ sư máy tính này nha. Đó, kỹ sư máy tính đó. Đó, bấm mà thấy quảng cáo là bấm cái khác liền. Đó, điệu nghe chưa? Đó. Quá điệu. Ê cái đó bấm không? À. Lấy con miếng nước con uống nha. Bấm qua quảng cáo đi chơi, bấm qua quảng cáo đi. Rồi, hết rồi. Đó. Xong chưa? Bấm xong chưa? Bấm xong rồi để máy xa xa ra. Kéo gần lại nữa. Hỏi cho cái iPad này múc muốn dơ với đó luôn. Hàng ngày vậy đó, nó cứ ăn rồi cái nó bấm vậy đó, dơ cái iPad của người ta luôn, đồ ăn quá trời đây nè. Uống nước đi con. Kỹ sư máy tính. À. Kêu nó bấm thoát rồi, đã biết bấm thoát rồi luôn á cô chú. À, có cô chú nào lướt như cháy không? Nãy chưa, nãy chưa. I know. You don't see anything. You're like, let's go to. Oh. There you go. Ooh. Look at that. That's what you want to watch, right? Ooh, that's you. Look at. Look at Shady. Kìa cháy hả con hả con? Bấm xích ra, bấm xích ra. Đó. Đó, hay chưa? Chay, chào cô chú chưa chay? À, ăn mì, baby, can you give her some more black bean noodles? Kìa, ba chó con kìa. Không ăn nữa vậy sao chị? Không ăn sao chị? There you go. Chị thì ăn á, chứ mà nấu cháo nó không ăn đâu cô chú ơi. Ngán. Nó bệnh đáng lẽ mình phải nấu cháo cho nó ăn rồi mà nó ngán, nó không ăn. Chay nhìn cô chú này chay. Kỹ sư máy tính giờ liền máy tính rồi cô chú ơi. Rồi. Trời ơi lấy đồ của ba ăn luôn á hả? She doesn't even know what it is. That's hot. It's hot. See, nóng mà. Yeah, okay, you gotta be careful. Here. Oh. Cherry. Oh, look at that cherry. See real cherries. See the real cherry? How is it? Ngon quá. Ngon quá. Ngon ha. Nó nói ngon đó. Ngon không? Ngon không? Ngon quá không? Dạ ba đi. Dạ ba. Uống nước đi con. Em bị đau, em bị đau họng rồi, em bị ho rồi, em bị hơi nóng nóng nữa. Hồi nãy mẹ là mẹ giặt khăn, mẹ sáng giờ mẹ bận. Nó bệnh cái nó nhõm nhẹo quá, trời ơi bồng nó không à. Nằm ghế bên nó. Ooh, tasty. Rồi lấy khăn, sweet, á, giặt khăn lạnh lao người. Mùa này là mùa từ mùa hè đi chuyển sang mùa từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, nó cũng dễ bệnh nữa, rồi gặp đi chơi rồi gặp tùm lum hết. Chả biết lý do sao bệnh luôn đây. Hả? That's pizza. Pizza đó con. Trời ơi cái miếng nhỏ nó không ăn nó rồi, lấy miếng bự là coi được đời không. Nè. Ăn thử coi được không? Yeah. No. No good. Nè đi này nè, đi này nè. Rớt. And did she step on it? Not yet. Oh. Ready? Let's see what's next.
Ooh. Nè. Ooh. Coi nào, giờ coi nào. Giờ coi nào. Dữ chưa? Dạ. Dữ. Yay. Ooh. She's gonna learn how to use my phone better than I will. Mà mới cho nó coi thường cô chú ơi. Chỉ có giờ đứng ăn thì mới coi thôi chứ không. Nãy cũng tính không cho cái này lại đòi đó chứ, nó quen rồi. Ồ đau. Ừ, con kéo lại con đau quá hả? Giờ là nhõng nhẽo dữ lắm. Mình bệnh mình có quyền nhõng nhẽo quá chơi hả? Trời ơi, con nhảy được. It's in a different language, baby. Hả? That's funny. Hay không? Yeah. Không thích coi nữa đó. Bệnh gì mình ở nhà mình coi iPad thôi chứ đâu có gì đâu cha. Thôi cô chú ơi, quay chay tới đây thôi để cho cô chú biết tình hình sức khỏe của em. Chào tạm biệt cô chú nha. Hy vọng ngày mai gặp lại em sẽ khỏe hơn nha cô chú. Ai mượn con bấm. Bấm vô đi. Bấm vô YouTube. Bấm vô YouTube. Thoát ra. Đúng rồi. Hay không? Có nó hay không? Bấm tầm bậy đại mà cũng vô được. Thôi. Chơi đi.